nằm dưới nó. Ba này, ba ơi. Đây. Ba bỏ đi. Đi bỏ đi đẹp đây. Bỏ cái tạc đâu nó thịt mùi đi này, đi coi tốn cao này. Kéo bỏ tạc ra. Giờ mới hại nha. Bây giờ. Ồ, chơi chơi chơi. Nằm vắt không? Bia ba chú thơ kỹ hết. Mình chỉ nhảy nhảy nấm tỷ phú. Nấm tỷ phú chỉ nhảy Minh Béo nấm tỷ phú chuẩn bị mở ở đâu này? Vinh à? Hai ta đây vào vào Nam. Chuẩn bị cơ sở khai chuẩn bị có tiền đấy. Có khai chuẩn bị tay. Nấm ba chú quá không? Nấm ba đấy đây. Đẹp không? Vắt hình trái tim, hả? Hình trái tim vào, vắt bánh hình trái tim, lấy mới trái tim à? Lấy cục chi chứ trái tim à? Hình tròn này, hình tròn này. Vắt đi. Hình trái tim à? Mình bắt cái hóa này. À. Đấy, bánh bèo giá truyền. Bánh bèo giá truyền đây này, không phải bánh kẻ đấy là bánh bột lọc. Là giá truyền là có bánh xèo chứ. Mấy giờ bỏ cũng cái bánh xèo là đáng này. Ăn này giá truyền nha, đi là có giá truyền bánh xèo chứ. Thích tối. Mà tỉnh uống hộp này. Ba nó ba rạn đấy á. Đi ba bên đi về rạn đấy để mở thêm mà. Nào mày bắt cái đang ăn vào đi. Đấy, bắt cái chảnh theo của ba nó đó đây. Bắt nó ra vào. Chảnh nhỏ nha, hay mân thỉnh nha. Bỏ đấy đó nó bỏ lên. Đấy chứ bên đi cho ba tỉnh bên đi là cứ mân một cái mấy một dây kiểu cái thán nó cho ba cũng mua được ở xung quanh và nó xảy ra đó là cho ba cũng mua rạn. Đó, rạn rạn cho nó ăn được. Chiêu kiểu. Vắt chuẩn vào. Hay trái tim à. Trần gô nằm trần gô bánh xèo truyền thống á. Thôi ta kiếm đây nè. Có để đúng cái số ấy. Đấy. Hai cái mắt ra. Mình cần 3 năm nữa chứ. Này thôi nè. Thì bà đã bắt một kiến đến củ nước bài. Bà để cho nó. Anh nói chú bắt đi về lấy nửa nhé.